Sáng ngày 18 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công 3 dự án cao tốc gồm đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Lễ khởi công được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Đắk Lắk. Dự lễ khởi công cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu được tổ chức tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Dự lễ khởi công đường vành đai 3 tại thành phố Hồ Chí Minh có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài hơn 76 km, đi qua 4 địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Tổng mức đầu tư của dự án là gần 75.400 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và ngân sách các địa phương. Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu có chiều dài gần 54 km. Giai đoạn 1 dự án có quy mô 4 đến 6 làn xe theo từng đoạn tuyến, vận tốc thiết kế 100 km/h. Giai đoạn hoàn thiện, tuyến cao tốc sẽ được mở rộng bảo đảm quy mô 6 đến 8 làn xe. Tổng mức đầu tư chung của dự án là hơn 17.800 tỷ. Dự kiến cả hai dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 sẽ cơ bản hoàn thành năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án vào năm 2026. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tiếp tục xác định xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong 3 đột phá chiến lược, trong đó ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông. Hiện tại với hơn 1.700 km đường cao tốc đã khai thác và hơn 1.700 km thuộc các dự án đang thi công và đã khởi công, Thủ tướng nhấn mạnh có thể hoàn thành mục tiêu cả nước có trên 3.000 km cao tốc vào năm 2025. Là cùng với 1.729 km đã đưa vào khai thác và tổng chiều dài đường cao tốc của các dự án đang thi công đã khởi công đến hết tháng 6 năm 2023 là 1.756 km. Nếu quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thì cơ bản chúng ta có thể phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng cả nước có trên 3.000 km vào năm 2025. Thủ tướng cho biết trong nhiệm kỳ này sẽ huy động khoảng 500.000 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng giao thông. Ngoài những kết quả đáng ghi nhận, Thủ tướng cũng chỉ rõ khối lượng công việc sắp tới còn rất lớn và nhiều thách thức, nhất là vấn đề giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng, ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết. Thủ tướng nhấn mạnh, đầu tư hạ tầng giao thông là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, do đó yêu cầu các bộ ngành, các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản dự án, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án, tiến độ thi công một cách khoa học, chi tiết, phù hợp, kịp thời, hiệu quả và không để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông không chỉ là nhiệm vụ của một bộ, một ngành nào, của một địa phương nào, mà là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các địa phương, vì chính lợi ích thiết thực của các địa phương, của đất nước mình. Chính phủ luôn luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách quyết liệt để hoàn thành 3 dự án này cũng như những dự án đầu tư phát triển hạ tầng khác đúng tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn và không lãng phí tiêu cực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân. Cũng trong sáng 18 tháng 6, tại huyện Long Thành và huyện Nhân Trạch, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đồng loạt tổ chức khởi công hai dự án thành phần thuộc dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Đây là hai dự án thành phần do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu có chiều dài 16 km, điểm đầu tuyến kết nối với đường Võ Nguyên Giáp và điểm cuối tại xã Long An, huyện Long Thành. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh khởi công dự án thành phần 3 thuộc dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai. Đây là đoạn có chiều dài hơn 11,2 km, điểm đầu tuyến thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh, điểm cuối tại cầu Nhân Trạch thuộc xã Long Tân, huyện Nhân Trạch. Tổng mức đầu tư dự án là gần 3.800 tỷ. Và sau khi dự lễ khởi công dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tham dự lễ khởi công dự án cầu Phước An. Cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 4,7 km, điểm đầu kết nối với tuyến đường liên cảng Cái Mép Thị Vải, điểm cuối kết nối với tuyến đường vào cảng Phước An. Tổng mức đầu tư khoảng 4,8 ngàn tỷ, dự kiến hoàn thành năm 2027. Nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương trong giai đoạn 2000.